xót xa một học sinh lớp 3 tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ở nhà một mình được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Đồng Tháp thuê phòng trọ sử dụng ma túy, thanh niên lãnh 1 năm 3 tháng tù. Dùng chai bia đâm chết ông sư già chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc nhậu. Cùng chuyên mục Miền Tây kỳ thú, trải nghiệm một ngày lên đên sông nước của bà con miền Tây trong mùa nước nổi tràn đồng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin đáng chú ý quan tâm khác, đặc biệt chuyên mục giải trí sẽ có thông tin về chụp phim Việt sẽ cạnh tranh với tác phẩm Hollywood dịp cuối năm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin nóng hôm nay. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 25 tháng 10, tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã có công văn hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy, nội địa, hàng hải và lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, những người ở các địa phương có mức độ cấp 4 sẽ không được phép đến, về, trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Người đến, về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 3 phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Các trường hợp chưa tiêm vaccine bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ giải pháp 5K, khai báo y tế và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và các biện pháp phòng chống dịch. Người đến về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2 được đi lại bình thường. Đối với đoàn công tác đến An Giang, các doanh nghiệp nhà đầu tư, những người tham gia thực hiện các công trình dự án đầu tư đến tỉnh làm việc phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ nếu đến từ khu vực cấp 4. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cũng có văn bản hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với dịch cấp 1, nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh, hoạt động bình thường, cấp 2 nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, hoạt động bình thường, cấp 3 nguy cơ cao tương ứng với màu cam, hoạt động giảm 50% công suất khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, cấp 4 nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ, dừng hoạt động trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ. Nếu đi từ vùng dịch cấp 1, cấp 2 đến hoặc là đi qua vùng dịch cấp 1, cấp 2, người lái xe, nhân viên phục vụ và người trên xe phải đảm bảo các yêu cầu 5K, đặc biệt là khai báo y tế, không tập trung quá số lượng người, tương ứng với cấp độ. Hạn chế đi đến các vùng dịch cấp 3, cấp 4, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ, người trên xe phải đảm bảo các yêu cầu về 5K, thực hiện khai báo y tế, quét mã QR tại các bến xe, bến phà, bến khách ngang sông và các chốt kiểm soát dịch bệnh. Thưa quý vị, sau 4 tháng tạm ngưng do dịch COVID-19 thì từ ngày 5 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh cho phép 4 tuyến xe buýt được hoạt động trở lại và đến ngày 25 tháng 10 thì có 8 tuyến xe buýt đã hoạt động trở lại, giúp cho người dân có thêm sự lựa chọn trong việc đi lại. Tuy nhiên quý vị biết không ạ, trong ngày đầu hoạt động trở lại, khung cảnh trên các chuyến xe khá ảm đạm, mỗi chuyến xe chỉ lác đác vài hành khách như quý vị đang nhìn thấy ở trên hình. 8 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động lại từ ngày 25 tháng 10, bao gồm tuyến số 14 bến xe miền Đông 3 tháng 2, bến xe miền Tây, số 20, bến Thành Nhà Bè, số 27, bến xe buýt Sài Gòn Âu Cơ, bến xe An Sương, số 29 và các lái chợ nông sản Thủ Đức. Ngoài ra còn có tuyến số 141, khu du lịch BCR Long Trường, khu chế xuất Linh Trung 2, hoạt động với số chuyến 60 chuyến một ngày. Tuyến số 65, bến Thành Cách mạng tháng 8, bến xe An Sương, số 74, bến xe An Sương, bến xe Củ Chi, số 79, bến xe Củ Chi, đến Bến Dược, hoạt động với số chuyến 54 chuyến một ngày. Xe buýt trong ngày đầu hoạt động trở lại khá vắng khách, có chuyến chỉ có tài xế và nhân viên soát giá. Tại trạm xe buýt cũng vắng tanh, chỉ có một vài bác tài xế xe ôm truyền thống đứng chờ. Trong khi đó, tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù xe buýt đã được hoạt động trở lại từ ngày 5 tháng 10, nhưng khung cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Lượng khách đi xe buýt rất ít, nhiều xe buýt xếp hàng chờ 20-30 phút, nhưng chỉ lác đác vài người đứng đợi. Chuyển sang một thông tin về hỏa hoạn vừa xảy ra tại kho chứa đồ tiệc cưới trên đường số 3, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai căn nhà bên cạnh kho bị cháy xém, kho chứa hàng hóa phía sau nhà xưởng này cũng bị cháy lan qua. Và sau đây là những hình ảnh tại hiện trường vụ việc. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 6 tháng 10,
kho xưởng chứa đồ trang trí sự kiện cưới hỏi trên đường số 3, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh phát hiện sự việc, liền tìm nhiều cách chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, bao trùm khu xưởng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bình Chánh và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến 10 giờ 23 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại ban đầu là cháy 200 trên 260 m2, nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Mới đây, một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Nạn nhân được xác định là ông TTS, 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp. Trước đó khoảng 20 giờ cùng ngày, người nhà khi kiểm tra thì phát hiện ông S đã tử vong trong căn nhà trên đường Thống Nhất, phường 16. Nắm bắt được thông tin vụ việc, công an quận Gò Vấp sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, phong tỏa khu vực để điều tra. Phía y tế cũng tiến hành kiểm tra xem có yếu tố dịch tễ hay không. Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng là một thông tin hãi hùng liên quan đến việc treo cổ tự sát khi mà mới đây, một người đi đường hoảng hồn phát hiện một nam thanh niên ở tỉnh Thừa Thiên Huế tử vong trong tư thế treo cổ lơ lửng trên trụ biển quảng cáo, cách mặt đất khoảng 10 mét. Danh tính nạn nhân được xác định là anh L, tên viết tắt, trú xã Lộc Điền, được phát hiện treo cổ tự tử trên biển quảng cáo nằm trên quốc lộ 1A, đoạn gần khu vực đồi 30, xã Lộc Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nới lỏng giãn cách thì các băng nhóm tội phạm bắt đầu hoạt động táo tợn và manh động hơn. Đơn cử là mới đây khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, một người phụ nữ bị hai tên cướp áp sát giật điện thoại kéo lê nhiều mét trên đường vô cùng đáng thương. Theo đó, chiều 20 tháng 10, một phụ nữ đi xe máy trên đường Phạm Thị Dây thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát giật điện thoại của người này. Người phụ nữ nắm chặt điện thoại thì bị tên cướp kéo ngã xuống đường và bị kéo đi ngã lộn vòng trên đường. Nghe tiếng tri hô, người dân đứng trong nhà cầm chiếc xe đạp chạy ra để ngăn cản, nhưng tên cướp đã bỏ chạy. Theo ghi nhận, nhóm cướp có 4 người đi trên 2 xe máy. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nạn nhân bị trầy xước khắp người. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được người dân sơ cứu rồi đến công an trình báo vụ việc. Diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bức xúc. Theo người dân, khu vực này thường xảy ra cướp giật, trộm cắp, khiến người dân rất hoang mang, lo lắng vì sự manh động liều lĩnh của nạn trộm cắp. Hiện tại, công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ phối hợp với công an huyện Hóc Môn rà soát, điều tra rõ vụ việc. Ngày 26 tháng 10, cảnh sát hình sự công an tỉnh, công an thành phố Trà Vinh đã bắt được nghi phạm giết người cướp tài sản vào đêm ngày 24 tháng 10 ở nhà dân ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh. Trước đó khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, ông DT và bà BTS cùng 65 tuổi ngụ ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh đang xem TV trong nhà thì phát hiện một bóng người đột nhập vào trong nhà, bị phát hiện đối tượng dùng dao tấn công ông T và vợ ông, sau đó uy hiếp cướp tài sản. Bằng các biện pháp công tác với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thành phố Trà Vinh đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực phường 9, thành phố Trà Vinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, một học sinh lớp 3 tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ở nhà một mình được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Thời điểm xảy ra vụ việc thì cha mẹ của cháu bé đang đi tỉa bắp ở ngoài cánh đồng gần nhà. Công an huyện Hương Sơn đang điều tra nguyên nhân và khẩn trương truy bắt đối tượng sát hại cháu bé. Theo thông tin ban đầu, người thân khi đi làm về nhà thì bàng hoàng phát hiện HTD 8 tuổi nằm bất động trên vũng máu trước cửa khu vực sân nhà. Trên cơ thể có nhiều vết thương nặng nên hô hoán hàng xóm đến ứng cứu, nhưng em đã tử vong trước đó. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc truy bắt hung thủ. Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại Kiên Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện U Minh Thượng vừa bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Văn Đầy, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Văn Đầy mà chúng tôi vừa nhắc là người đã trực tiếp hành hung và gây thương tích đối với hai anh em ruột trong một gia đình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu. Tại cơ quan công an, Đầy khai nhận chiều 7 tháng 10 trong lúc nhậu, Đây và Lý Tùng Anh, ngụ ấp An Hưng, xã An Minh Bắc, nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Do bị Tùng Anh dùng tay đánh, Đây tức giận dùng hai cái tô bằng mica tấn công liên tiếp,
khiến vùng đầu của Tùng Anh bị chảy máu. Được những người xung quanh can ngăn, đây mới chịu dừng tay và ai về nhà nấy. Nghe tin anh mình bị đánh, Lý Vũ Anh, em ruột của Tùng Anh, bèn lấy dao tìm đầy để giải quyết. Tuy nhiên khi gặp nhau, mới hỏi vài câu, chưa kịp ra tay thì Vũ Anh bị đầy dùng tiếp sắt thủ sẵn trong người đánh vào đầu, tay và mặt, dẫn đến bất tỉnh. Gây án xong, đầy bỏ chạy về nhà, sau đó bị công an bắt giữ khẩn cấp. Hai người đàn ông ở Tiền Giang là xui gia với nhau, lâu ngày nên gặp nhau và có tổ chức nhậu, sau đó thì đã xảy ra mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt, nên đã xảy ra vụ việc đau lòng khiến cho một trong hai người phải mất mạng. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Văn Cho, 65 tuổi, ngụ xã Thành Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và con trai là anh Nguyễn Văn Quân, 34 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, có tổ chức ăn cơm và nhậu. Tham gia cuộc nhậu còn có ông Đinh Văn Công, 61 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy và một số người khác. Trong lúc nhậu giữa ông Công và ông Quân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại, bất ngờ ông Quân đập bể chai bia và đâm vào cổ của ông Công. Ông Công được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bước đầu nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Công và ông Quân trong việc một số người trong nhóm đòi chở bia đi nơi khác để tiếp tục nhậu. Nhưng ông Quân không đồng ý nên ông Quân đã đập bàn thì xảy ra cãi vã với ông Công. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Còn tại An Giang, mới đây một lượng lớn cần sa khô trên 22 kg vừa được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát hiện do hai đối tượng, trong đó có một đối tượng người Campuchia vận chuyển từ nước này về Việt Nam tiêu thụ. Vào khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 10, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát phát hiện có hai đối tượng đang vác hai bao tải từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu để kiểm tra thì các đối tượng bỏ lại hai bao tải chạy về bên kia biên giới. Kiểm tra bên trong hai bao tải có trọng lượng khoảng 20 kg, thảo mộc, cành, hoa lá, quả khô nghi là cần sa. Trước đó vào khoảng 21:30 ngày 23 tháng 10, cơ quan chức năng cũng phát hiện hai đối tượng di chuyển từ phía Campuchia về Việt Nam và ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra. Một đối tượng lợi dụng đêm tối chạy thoát thân. Đối tượng còn lại là Sakun, sinh năm 1988, người Campuchia, đã bị bắt giữ cùng 1,5 kg cần sa. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong và đưa toàn bộ thảo mộc, cành, hoa, lá, quả nghi cần sa đi giám định. Thưa quý vị, mua ma túy sau đó thuê phòng trọ để sử dụng, nam thanh niên ở Đồng Tháp vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự đưa ra xét xử hình sự và chịu phạt một mức án thích đáng vì hành vi này. Bị cáo tên Phạm Chí Linh, 26 tuổi, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021, Công an huyện Hồng Ngự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an thị trấn Thường Thới Tiền tiến hành kiểm tra phòng trọ số 4 của nhà trọ Lê Phát thuộc khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, thì phát hiện Phạm Chí Linh tàn trữ hai túi ni lông hàng kín, bên trong có chứa tinh thể rắn là ma túy. Tại phiên tòa, Linh khai nhận số ma túy trên mua từ một người làm mặt, sau đó thuê phòng trọ để sử dụng. Nhưng trong lúc chờ bạn đi mua dụng cụ thì bị bắt quả tang. Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự đã tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Linh 1 năm 3 tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng địa phương này vừa triệt phá một băng nhóm gồm 4 đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Quý vị có biết mức lãi suất cắt cổ mà chúng áp dụng là bao nhiêu không ạ? Chắc chắn khi mà nghe qua thì quý vị sẽ phải giật mình. Đó là mức lãi suất lên đến 360% trên một năm, thưa quý vị. 4 đối tượng gồm Lê Công Toản, sinh năm 1988, Nguyễn Duy Hoàng, sinh năm 1992, Lương Đình Nam, sinh năm 1992 và Lê Thị Hạnh, sinh năm 1986 cùng quê Thanh Hóa, đều tạm trú ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, nhóm này khai nhận, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, các đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa đến Đắk Lắk mở 2 tiệm cầm đồ tại 162 Ngô Quyền và 182 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong thời gian mở tiệm cầm đồ, nhóm đối tượng trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi với lãi suất từ 109,5% một năm đến 360% một năm. Công an xác định sơ bộ có khoảng 150 người đã cầm cố thế chấp tài sản để vay với tổng số tiền giao dịch hơn 4,3 tỷ đồng. Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 29 xe máy, 83 triệu đồng, 2 CPU, 14 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Trưa ngày 6 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai tiếp cận cứu hộ 6 người bị mắc kẹt giữa đập tràn công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, trong đó có một phó giám đốc sở. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 10, tàu chở đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị không may bị chết máy khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, 3 lái tàu và ông Hoàng Đức Việt. Trong 4 cán bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị đang gặp nạn, có ông Trần Ngọc Sơn, phó giám đốc sở. Khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm, 8 người đã nhảy khỏi tàu, trong đó 7 người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, riêng ông Việt bị nước cuốn trôi mất tích. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban chỉ đạo đã bàn phương án cứu nạn cùng lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an. Phương án được đưa ra là bơm phao cao su ở khu vực đập tràn, để từ đây, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn, đưa 7 người này vào bờ. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận ứng cứu, đưa những người mắc kẹt giữa sông Thạch Hãn vào bờ. Mới đây, cộng đồng mạng được một phen thót tim khi mà xem đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa một cô gái đi xe đạp điện và một chiếc xe ô tô. Nguyên nhân là do cô gái điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại thì cầm ly trà sữa khiến cho nhiều người xem phải ngán ngẩm. Trong đoạn clip, cô gái vừa điều khiển xe đạp điện, vừa cầm ly trà sữa, mãi mê uống. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Cô gái không quan sát thấy ô tô lưu thông hướng ngược chiều đang chạy tới và đã có pha đâm trực diện. Ly trà sữa đang uống bị hất văng ra khắp người cô gái. Do dịch bệnh nên các chợ truyền thống còn vắng người, cộng thêm sự lơ là của tiểu thương, ngay lập tức sẽ rơi vào tầm ngắm của các đối tượng trộm cắp. Và một vụ trộm ngay sau đây đã xảy ra ngay tại khu chợ ở Long Khánh, Đồng Nai, sẽ là bài học cho tiểu thương buôn bán tại các chợ để đề phòng và nâng cao cảnh giác. Theo camera ghi lại tại một kiosk, sau khi quan sát, phát hiện không có người trong bán hàng, một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo đỏ đi tới, nhanh chóng vào trong sạp, lấy trộm cọc tiền hàng khoảng 10 triệu đồng, sau đó bỏ đi. May mắn, người bán hàng kịp phát hiện và lấy lại nhờ camera quan sát. Người phụ nữ trên đã xin tha và được bỏ qua vì thấy lớn tuổi. Còn đây là vụ cướp xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp giữa đường phố đông người, các đối tượng trong đoạn camera dưới đây vẫn manh động ra tay giật dây chuyền của một người đàn ông. Mời quý vị cùng theo dõi. Đoạn clip được một tài xế ô tô chia sẻ từ camera hành trình của anh khi đi trên đoạn đường thuộc khu vực Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Camera vô tình ghi lại được cảnh hai đối tượng nam áp sát từ sau người đàn ông mặc áo trắng. Tên ngồi sau giơ tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân, sau đó tẩu thoát. Quá bất ngờ, nạn nhân đã dứt cả xe máy, tính chạy bộ theo nhưng vô ích. Mọi người xung quanh nghe tri hô nhưng cũng không thể làm gì hơn. Thưa quý vị, mùa nước nổi năm nay ở miền Tây nước lên không nhiều và trễ hơn so với thông lệ. Dù vậy thì những sản vật mùa nước nổi vẫn nương theo con nước mà ra trái trổ bông, sinh sôi nảy nở, làm nên những đặc sản miền châu thổ. Và tiếp tục chuỗi ký sự miền Tây mùa nước nổi hôm nay, mời quý vị hãy cùng với chương trình trải nghiệm một ngày lên đên sông nước trong những chuyến đánh bắt vừa làm phong phú bữa ăn gia đình, vừa kiếm thêm thu nhập kha khá của bà con miền Tây trong mùa nước nổi tràn đồng này nhé. Những ngày này trên các cánh đồng nước nổi khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, khi khép lại vụ mùa, nông dân bắt đầu tất bật với những chuyến đánh bắt thủy sản. Trong đó, cá linh là loài không thể thiếu trong những mẻ lưới của bà con. Năm nay nước thượng nguồn về muộn, cá linh vì thế cũng ít hơn và lớn chậm hơn. Tuy nhiên, sau những chuyến miệt mài đánh bắt, bà con vẫn có những chiến lợi phẩm đáng kể. Ở đây là nước lên là mà ngợi cá vậy đó. Cá linh chợ thì cũng được mười mấy ký, cá chạch thì được cỡ ký mấy. Cá ủ thì cũng được cỡ 30 ký. Bán căng cho xe ở ngoài cô lãnh vô căng. Còn cá linh thì bán cho tôi cho cá ăn. Mùa lũ miền Tây không chỉ mang theo dòng phù sa bồi đắp cho đất trồng mà còn chở theo những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho bà con nơi đây. Nhiều người nói sản vật mùa nước nổi ngoài cá linh, bông điên điển, bông súng hay cá đồng còn là cảnh vật của đất và người miền Tây. Mùa nước lên, những cánh đồng lên đến con nước, bà con lại thả xuồng đi giăng lưới, giăng câu, mưu sinh. Tất cả vẽ nên bức tranh miền Tây, mùa nước nổi ấn tượng và bản sắc. Nhiều người vẫn ví von rằng miền Tây hai mùa mưa nắng, còn có mùa thứ ba đặc sắc khó quên, ấy là mùa nước nổi. Bởi vậy, khi dịch bệnh được kiểm soát, bà con lại hồ hởi ra đồng từ sớm để đánh bắt cá, kiếm thêm thu nhập.
chắc cái sạch cũng được ký gửi quá. Ký gửi chứ mình bán được 200 ngàn. Cá con này nó còn hơi nhỏ, cỡ khoảng tháng gửi cũng là gần tháng gửi. Tới cỡ khoảng nửa tháng 10 mới nghỉ. Nhắc đến sản vật mùa nước nổi, không thể bỏ qua đặc sản bông điên điển. Một loại bông đặc trưng của miền Tây xưa nay chỉ trổ sai vào mùa nước tràn đồng. Dù nay người dân các địa phương đã nhân giống và trồng điên điển như một mô hình kinh tế, nhưng có thể nói bông điên điển mọc trong tự nhiên ở các cánh đồng ngập nước hay kênh rạch mới mang đầy đủ hương vị của món ăn dân dã miền quê mùa nước nổi. Thì cái mùa nước lên thì tới có bông thì nước vừa tháng 5, tháng 6 mới gặp mấy nước thì lên ăn, thì ăn đầu tiên là ngon nhất. Thì bông điển thì lúc nào ta hái cũng rất sáng, rất chiều là bị nó chỗ cái nó hơi héo, nó tàn. Ngon là bông điển mình nấu canh chua với cá linh non, không mấy là mình xào hoặc có ếch không, mình xào ếch với nó, bòm ếch mình xào với nó ăn cũng ngon nữa. Cái loại cá đồng bông điên điển, bông súng là những món sản vật bình dị, dân dã, không lẫn vào đâu của vùng sông nước miền Tây mỗi mùa nước nổi về. Với người dân miền Tây, mùa nước nổi còn là mùa của niềm nhớ, của ký ức quê hương. Dù nước nổi năm nay về muộn và ít hơn những năm trước, nhưng có lẽ chỉ cần cây điên điển trổ vàng bông, những mẻ đánh bắt cá linh từ sớm tinh mơ đã nghe xôn xao mùa nước nổi quê mình. Hiện nay dù sản vật mùa nước mang lại không nhiều như vài mươi năm trước, nhưng người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, An Giang vẫn sống chung với con nước bằng việc đánh bắt nuôi trồng. Người thì làm phong phú bữa cơm gia đình, người thì chọn đây là kế mưu sinh mùa nước nổi.